Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là đầu tháng 11, tôi đi đến viếng nghĩa trang quân đội của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để cầu nguyện tri ân các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng bảo vệ cho nền dân chủ Cộng Hòa của người dân miền Nam Việt Nam. Chúng tôi đã thắp nhang và đã đọc kinh xong. Thế bây giờ chúng tôi xin quay cảnh cho anh chị em được thấy. Hôm nay hương khói nghi ngút và rất là đông người đến đây để kính viếng tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Hiện giờ ở khu vực này thì có khoảng chừng 20 người. Phái đoàn của tôi thì có 9 người thôi. Và một số người khách vãng lai họ đến cũng xin thưa với anh chị em là cuộc sống con người thì ai sinh ra rồi cũng có ngày phải chết thôi. Là vua hay là thứ dân thì cũng phải chết. Giàu có như Bill Gates thì cũng phải chết, mà nghèo khó như mọi người chúng tôi thì cũng phải chết. Đó là cái điều rất là công bằng. Mỗi người có 90 năm cuộc đời. Chúng ta hãy làm điều gì để cho nó có ích cho xã hội. Và sau khi 90 năm cuộc đời này thì chúng ta đừng có hối tiếc về những gì mà chúng ta đã chưa có làm được. Và chúng ta cũng đừng có nên làm điều ác. Cái sự chết đó rất là công bằng cho mọi người, để cho những người độc tài như Hitler hay là như Pol Pot, như là Mao Trạch Đông, hay là như những người như là Stalin hay là những người cộng sản, thì rồi họ cũng phải chết thôi. Và điều đó rất là công bằng, Thượng Đế rất là công bằng cho mọi người, để cho những người độc tài họ bớt độc tài đi, họ bớt độc ác đi. Chúng ta đến đây để tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ nền Cộng Hòa Dân Chủ cho nhân dân Việt Nam. Cho dù anh chị em đã thua trận ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng mà thật sự thì nó cũng chưa có phải là thua thật sự. Chúng ta nhìn vào Đông Đức và Tây Đức, nhìn vào Bắc Hàn và Nam Hàn, họ cũng một dân tộc, họ giải quyết vấn đề rất là tốt đẹp. Họ không có phải chiến tranh cùng một dân tộc với nhau mà chúng ta chém giết lẫn nhau thì nó không có tốt đẹp. Điều đó rất là đau thương cho dân tộc. Dân tộc chúng ta bị đau thương bởi vì cái triết thuyết Marxist nó đã vào Việt Nam chúng ta, làm cho dân tộc chúng ta bị chia rẽ. Một nhóm người thì đi theo Marxist, một nhóm người thì theo dân chủ, đi theo nền tự do dân chủ nhân quyền của Cộng Hòa. Và bây giờ hiện nay là có an ninh đang quay tôi. Đây là hai anh an ninh đang quay tôi. Rất là tốt, rồi cảm ơn các đồng chí nhé. Ba đồng chí an ninh đang quay phim cho tôi. Tôi đến đây tôi kêu gọi đất nước Việt Nam chúng ta phải hòa thuận yêu thương nhau. Phải bắt chước như Đông Đức và Tây Đức. Chúng ta bắt chước như Bắc Hàn và Nam Hàn. Chúng ta đừng có nên chia rẽ nữa, đừng có chiến tranh, đừng có giết chóc lẫn nhau nữa. Hiện nay an ninh cũng rất là đông, thấy tôi đến đây, an ninh đây là các đồng chí. Thưa cha, con nghĩ như này này, khi mà nhà nước mình là kêu gọi hòa hợp hòa giải, nhưng mà với một cái tính cách gọi là cứ soi xét như thế này thì chẳng thấy hòa hợp hòa giải đâu hết, mà chỉ là thấy cái sự nghi kỵ và ly tán thôi. Cho nên là con nghĩ là cái điều này á, là nước phải xem lại. Vâng, theo con nghĩ như vậy. Chưa đúng với tinh thần đó. Rồi, cảm ơn. Anh Tuấn phê bình là chúng ta không có đúng với tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc. An ninh cứ đến đây theo dõi tôi như này là không có tốt nhá. Tôi đề nghị anh không có nên, hai đồng chí an ninh này,
không có tốt, không có nên. Chúng ta không phải bắt chước Đông Đức với Tây Đức, chúng ta phải bắt tay nhau hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nếu chúng ta đừng có làm như vậy, nó không có hay. Lần trước tôi đến viếng mộ ông Tổng thống Ngô Đình Diệm thì đã bị họ ném đá bẻ kiếng ra rồi. Đến lần này thì tôi đến đây viếng mà các đồng chí lại cứ làm như vậy thì nó không có hay nhá. Thế thì chúng ta phải có tinh thần yêu thương nhau. Tôi muốn rằng là người Việt Nam chúng ta không có giết người Việt nữa. Chúng ta phải hòa hợp, hòa giải dân tộc, phải yêu thương nhau, sống công bình, tự do, công bình, bác ái muôn đời. Người Việt chúng ta phải hưởng được nền tự do, công bình, dân chủ, bác ái muôn đời. Chứ không có thể nào mà giết chóc, không có thể nào mà có chiến tranh nữa nhé. Chúng ta phải yêu thương nhau, phải bắt tay nhau. Hôm nay chúng tôi đã đến đây cùng với phái đoàn, cũng rất là nhiều người đến đây để tri ân các anh hùng tử sĩ đã hy sinh bảo vệ nền độc lập dân chủ cho dân tộc. Tôi hy vọng trong những vài năm tới đây thì nơi đây sẽ được trùng tu sửa đẹp hơn để tri ân các chiến sĩ đã bảo vệ cho nền dân chủ. Qua cái sự kiện ở Đông Đức và Tây Đức thì chúng ta mới thấy là xương máu của các đồng chí, các chiến sĩ, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đó là chính nghĩa. Rồi qua sự hòa hợp, hòa giải dân tộc của bên Bắc Hàn và Nam Hàn thì chúng ta cũng thấy được cái điều đó. Thế thì người dân tộc Việt Nam chúng ta phải bắt chước Đông Đức và Tây Đức. Chúng ta phải hòa hợp, hòa giải dân tộc. Bây giờ tôi đi một vòng để quay cảnh. Đây là nghĩa trang xa xa đó, là nghĩa trang những ngôi mộ của... Tôi hy vọng vài năm tới đây nhà cầm quyền Việt Nam chúng ta hãy trùng tu lại và phải cảm ơn những cái anh hùng chiến sĩ đã hy sinh vì dân tộc, vì nền hòa bình của dân tộc. Chúng ta phải hòa hợp, hòa giải dân tộc. Đấy, đây là quang cảnh của nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa. Đây là lễ đài. Hiện nay một đồng chí an ninh vẫn đang đi theo tôi. Các đồng chí cứ ở nhà ngủ, các đồng chí ở nhà là sẽ thấy đến chiều tối về tôi sẽ đăng lên Facebook. Các đồng chí cứ yên tâm, không có sao đâu. Đây, quang cảnh rất là đẹp. Vài năm nữa thì mình nghĩ là nhà cầm quyền sẽ sơn phết lại những cái bức tường này và sơn nước cho nó sạch đẹp lại. Sau 43 năm thì chúng ta đã thấy rõ rằng sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ rất là đúng, bảo vệ chính nghĩa quốc gia, dân tộc. Sau sự kiện Đông Đức và Tây Đức hòa hợp với nhau và sau sự kiện Bắc Hàn và Nam Hàn hòa hợp với nhau thì đó là một bài học rất quý cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Nên chúng tôi đến đây để viếng và cầu nguyện cho các chiến sĩ, tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và giờ đây chúng tôi sẽ lên đường đi qua thắp nhang cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi xin kính chào quý ông bà, anh chị em.